Good morning. I'm Dr. Oza Jaftar, plastic surgery. Good morning. I'm Dr. Long. So today we have a very difficult case in our hands of microtia. Okay. I see this a lot of times in patients, and this is a young man who has been operated for microtia. He was born without an ear. And the microtia operation has been done on him, and then he probably had several revisions now. But the outcome is not very optimal. It does not look good, and it doesn't look like an ear. Unfortunately, when these things are done in inexperienced hands, this is the result you're going to get. And now the cartilage that we got from his, they got from his ribs are wasted. This surgery was not done by us. So we have to do a revisional surgery, and revisional surgery to make this ear look better is more difficult than primary surgery. So you always have to remember that microtia operation is one of the most difficult operations in plastic surgery, and it has to be done in experienced hands to get good results. Tôi là bác sĩ Long Trịnh và đây là bác sĩ Oj. Thì hôm nay chúng tôi trong cái đợt mổ nhân đạo này có một cái trường hợp là một cái cháu 20 tuổi. Có một cái dị tật tai từ nhỏ, thì cháu đã được phẫu thuật nhiều lần rồi, và nhưng mà kết quả vẫn không có được tốt. Cái kết quả cháu là có một cái tai nó không có được hoàn chỉnh, mặc dù đã được phẫu thuật rất nhiều lần. Thì những cái phần sụn mà được lấy phần trong cái khung sườn của cháu được đem lên đây, thì hầu như là chúng tôi không thể sử dụng lại được nữa. Đó là một cái kết quả rất đáng tiếc. Thì chúng tôi xin nhấn mạnh một lần nữa là phẫu thuật tạo hình tai trong cái dị tật tai là một cái phẫu thuật khó nhất trong phẫu thuật tạo hình, và nó cần phải được làm và được cần được phẫu thuật bởi những bác sĩ có kinh nghiệm, những bác sĩ chuyên về phẫu thuật tạo hình và đã có kinh nghiệm về tạo hình tai, thì kết quả nó mới có thể tốt được. I have a practice in Turkey, but I am also a member of University of Pittsburgh, but I come to Vietnam to do microtia cases, and I've been coming to Vietnam to do microtia cases for the last 4 to 5 years. It's my first time in Saigon. We usually do it in Hanoi. Microtia is one of my main interests. Microtia surgery, creating the ear, is a very difficult surgery. It requires a lot of attention to detail and a lot of experience, so not everybody can do it and dedicate themselves. So, but I've really enjoyed this kind of surgery and helping kids in this respect. So microtia surgery is takes a couple of stages. The first stage that we do is harvesting the costal cartilage and reconstructing the ear framework. And usually it takes about a year for that to settle down. And then we do the second stage where we lift off the ear. And then in this case today, the one that we did yesterday, that we looked at today, is a first stage microtia. We did yesterday, it takes about 5 to 6 hours. It's very, very difficult. The second stage will take place in about a year or so. So when I come, I do both first stages and second stages depending on where the patients are. At one point, an important message is, it is best that this surgery is done in good hands for the first time. Whenever we have revision patients, and we do tomorrow, we have a revision patient done by another team. And if the revision is not, if the primary stage is not good, the revision becomes extremely difficult. It's difficult for the family, for the kid, and also for us in terms of surgery, and the result will not be that good. So all these microtia cases should be done by experts and expert teams.
Đây là cái một cái đợt mổ nhân đạo thường niên về phẫu thuật tạo hình tai và dành cho những trẻ em và những cái người lớn bị dị tật về tai cũng như là bị những cái di chứng của chấn thương của tai sau khi sẹo bỏng hoặc là bị chấn thương. Thì chúng tôi đã có cái cuộc mổ, những cái chương trình mổ này từ 4 đến 5 năm nay rồi, và những cuộc mổ này chúng tôi bắt đầu ở Hà Nội và đây là lần đầu tiên chúng tôi làm cái đợt mổ nhân đạo này ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì tôi và Dr. O đã cùng với nhau phẫu thuật rất là nhiều trường hợp về phẫu thuật tai nhỏ ở Việt Nam. Và cái đây là một cái phẫu thuật phải nói là rất là phức tạp, rất là công phu và nó đòi hỏi một cái sự tỉ mỉ cũng như một kỹ năng nó cần thiết để mà tạo hình cho bệnh nhân. Tại vì chúng tôi muốn nhấn mạnh là những cái trường hợp mà chúng ta đã tạo hình lần đầu tiên mà thất bại thì những trường hợp những cái lần mổ sau sẽ rất là khó khăn, rất là cái kết quả rất là không được tốt cho bệnh nhân. Trong cái tạo hình tai thì chỉ có một cơ hội duy nhất và chúng ta phải được phẫu thuật bởi một bác sĩ và một cái phẫu thuật viên được đào tạo bài bản, giống như Dr. Oz và tôi đây. Dr. Oz đã được đào tạo tại trường đại học y khoa Pittsburgh, Hoa Kỳ, đang công tác và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là một giáo sư giảng dạy tại trường đại học y khoa Pittsburgh. Bản thân tôi là một bác sĩ được đào tạo chuyên về phẫu thuật tạo hình, nên là chúng tôi biết những cái việc cần làm cho bệnh nhân về phẫu thuật tạo hình tai này. Trong cái đợt mổ này thì chúng tôi dự kiến sẽ mổ 3 bệnh nhân vì thời gian rất là ngắn và cũng là đợt đầu tiên. Thì hôm qua chúng tôi mổ bệnh nhân là tạo hình tai thì đầu tiên. Cái ca này rất là khó khăn, nó diễn ra trong vòng 6 tiếng. Chúng tôi đã thành công trong cái ca này và hôm nay chúng tôi kiểm tra và cháu rất là ổn định, sức khỏe tốt và cái tai được dịnh lên. Chúng tôi lấy một cái khung sụn sườn ở cái vùng xương sườn của cháu và chúng tôi mang lên cái vùng tai dị tật của cháu. Chúng tôi tạo nên một cái khung của cái tai và chúng tôi để cho nó sống và phát triển trong vòng từ 6 đến 12 tháng. Sau đó chúng tôi sẽ phẫu thuật thứ hai để dựng và tạo hình cái 3D của cái cấu trúc tai. Đó là một cái công đoạn nó đòi hỏi một cái quá trình từ 1 đến 2 năm. Và chúng tôi nghĩ là cháu sẽ có một cái tai rất là ok, rất là đẹp. Gia đình sẽ hài lòng. Sinh ra là tai của bé đã bị như vậy, chỉ còn có tái tai mà hai bên luôn. Rồi xong rồi bé đi học á, cái gặp chị bán trong canteen á, là chị xuống có bác sĩ dưới đây, chị xuống đây để điều trị. Dạ, sau ca mổ thì em rất là vui chị, tại vì em rất là vui là khi con em nó được bình thường như con ta. Em cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, và dạ, cảm ơn bệnh viện đã tài trợ cho con em được như người bình thường. Chúng tôi đầu như mổ miễn phí hoàn toàn cho tất cả bệnh nhân và cũng mong là sẽ có một cái những cái nhà hảo tâm để tài trợ cho những cái chương trình của những cái năm sau để cho các cháu được có thể có được mang lại một cái sự hoàn thiện của cơ thể mình. Đa số những bệnh nhân dị tật tai thì thường gặp ở những cái cháu có gia đình hoàn cảnh khá là khó khăn, thì chúng tôi cũng mong là cộng đồng cũng có một chút gì đó lưu tâm đến những trường hợp này.